Chào các bạn đến với kênh San Vlog. Bây giờ mình đang ở một nơi rất là cao bạn. Ở đây là cái quê mình, là cái quê ngoại mình đây. Đấy. Hôm nay thì mình có một cái cuộc đi chuyến đi trải nghiệm ở trong rừng, đi vài ngày luôn các bạn. Đấy, cái đồ đạc mình, và kia là vợ mình. Này thì con hàng của mình. Không. Bây giờ mình đang lên dốc các bạn ạ. Lên khá là cao và càng cao cảm giác nó lạnh hơn này. Đi lên xe đi, thích đi bộ cơ. Vợ chồng mình vừa vào trong đến rừng các bạn ạ. Vào khá là xa một cái đường rừng nữa. Và đến cái bãi để xe rồi, đang chuẩn bị đồ và vào trong lán nữa. Đi đây cũng một cái quãng đường nữa. Đó, vào trong cái đường này các bạn. Kia đấy có một cái xe của ai, của cậu. Anh bảo ngồi lên không ngồi. Lúc về lại như thế nhá. Về xa lắm, về là đi cái đường. Cái này vẫn run run. Không phải là lên dốc hay là mệt. Tim đập. Cái đường này nó bình thường mà, đường này đi đường rừng bình thường ấy. Với em mà đi hôm ấy trời mưa trượt, trơn trượt nữa. Tim vẫn đập, trên tay vẫn run. Nhanh lên chuẩn bị đồ vào đi, vào trong lán về. Anh ơi, chuyến đi này em mơ mấy ngày nay. À đây. Lại mới được đi. Này cho Yên đạt được cái ước mơ đã trở thành hiện thực. Chúng ta sẽ vào đây ở khoảng một tuần. Một tuần em nhỉ? Ừ. Không đòi về nhé. Không đòi về. Ừ. Ngày mai chắc là một tuần này là nó không mưa đâu, nó chỉ nắng ráo rất là đẹp nên là đây mình. Có mưa mà. Ừ. Có điều là tối là hơi lạnh một chút thôi. Kết thế này đi rừng từ lâu nhỉ? Vẫn là vào khi mới vào rừng hát tươi lắm. Sau vài ngày xa thì em hát được. Đi đi. Sắp sắp đến lán rồi, nhanh lên. Lên cái lán ông cậu ngày xưa mình nó làm đây mùa hè. Dựng lên cái lán này. Một cái lán. Ui, cậu trồng rau à? Cậu trồng rau à? Ra rau cải á cậu? Cậu làm hẳn một vườn rau đây. Nước tận nơi này. Làm chút đều nữa, nước cửa bạch nữa hơi rét tí đấy. À, cậu ăn cơm chưa? Chưa, rét chứ. Cháu là chị Nhung á. Em lấy cái nhựa ở chám kìa, đốt nhanh à, nhóm bếp ấy. Lấy ở cái thùng đằng sau ấy. Hả? Lần đầu tiên đi rừng đấy. Vừa thái rau ngược ấy. Không phân biệt được cái đầu dao với lại cái. Vừa nãy em thái đầu lưng này dao. Này. Vừa nãy cứ thế này thì nào không cắt được. Hả? Nói ra là nhầm. Ôi sao sao thái. Sao thái to đấy. Nó luộc mà. Chín rồi. Em biết nấu cơm kiểu này không? Có, ngày xưa vẫn nấu mà. Bây giờ nấu này là nó đong trước. Vâng. Ừ. Bây giờ kiểu là phát triển hơn ấy thì nấu nồi cơm địa. Đúng rồi, cái xoong lúc ấy. À, em đặt cái nồi lên, nồi gà. Đúng không? Cái nồi rau từ hôm trước ấy đặt lên. Tí nóng ăn. Cho cái tô bóng ra. Ăn được không á? Ăn được mà. Đấy. Đặt lên. Có mùi gì không? Lạnh nó đóng bao đông hết mà.
nem với thính. Đây là cái quà của Ninh Bình, hôm trước ở đi ăn cỗ ở nhà. Quà của Ninh Bình đặc sản của Thanh Hóa. Anh không biết được, đây nó không có bao bì ở nơi sản xuất đâu. Đi vào máy đây á. Dạ? À, đi vào máy đây á. Cháu ăn cỗ Ninh Bình mà. Chết. Cái này người ta làm đám cưới hôm ấy là xong món quà. Người ta làm ăn luôn đấy. Ngon lắm. Lá sung á. Thế quên mang lá sung đi nhỉ? Mình đây không có, trong nhà mình có mà. À. Từng chỗ, từng nơi có cây đấy người ta trồng mà. Người ta chỉ lấy cái rễ người ta trồng xuống để ăn sống ấy, cái sung ấy. Cháu quên nhà có lá sung mang đi. Đấy. Không hiểu sao người ta lại bó nhiều như này. Một góc review ấy. Hơn kiểu như là nó đệm, vào. Để lên men ấy cậu. Ừ, phải không? Vâng. Để lấy lá chuối. Cháu thấy bảo để lên men mà. Ừ. Mới cần nhiều lá chuối này. Phải chứ. Nó có làm cái đỏ đỏ với nó làm nào như đỏ đỏ ấy nhỉ? À, cho cái lá cây ấy nhỉ, không có đĩa. Cho lá chuối. Đấy. To quá. Đây cái lá chuối rừng. Em cắt đi một cái mảnh nhỏ này. Thử cái món nem chua Ninh Bình xem. Ngon lắm. Máy Ninh Bình kìa. À. Cho ăn cỗ từ Ninh Bình. Cháu hôm trước cháu đi ô tô mà đi gần 300 cây đấy. Ừ. Ui ngon thế. Em cho thính kia vào là xong. Phải cho thính. Tương ớt này nhưng mà thiếu mất lá sung. Cậu uống rượu bia không? Không có không? Cháu không có. Phải cho thính vào này. À. Cho cái thính này vào. Biết thính, anh biết thính này làm từ gì không? Thính ăn. Nó làm từ gì? Rang gạo. Ha, rang gạo gạo rang. Rang gạo xong giã làm thính mà. À. Gạo rang. Ừ, cái này. Ui ngon đấy. Thính này là để ăn đỡ ngán này. Ừ. Bắt đầu tưởng nhìn qua tưởng là làm từ lạc á. Dạ vâng. Vâng, sôi sôi đợi một lát. Có con ong đến rồi. Ong thì ngon quá. Có mùi thơm nó đến ngay. Đấy. Được rồi. Để một lát ăn này. Mày chị ăn sang sang thế này không? Mày chị ăn. Có cho hết em đang cho hết cái này có làm đây, gì đâu. Đây, đây. Thả rau xanh xuống là ăn rồi. Rau xanh. Đúng rồi. Cẩn thận cái lửa to nhé. Cháy lông tay. Cháy lông tay thật à? Thật mà, đây đây. Này. Xuống hết vào này. Ôi cơm cháy. Cháy. Ôi giời ơi, cháy cơm. Ra. Thế nào, cháu cứ bảo là ngửi thấy mùi khét thơm thơm. Mà ta là cơm. Cơm cái đời nó mỏng không ấy. Cháy rồi. Mình lại cọ đi. Vàng hết nè. Vàng đem lên khuếch cái đấy đổ ra đây. Đây nào, cô gái vàng. Đem đây cô gái vàng trong nào. trong này cầu đi cô ấy nhá. Không phải gì đâu cậu. Vâng ạ. Ui cơm chín rồi. Cơm chín ăn cơm rồi, cả nhà ăn cơm. Chín rau chín rồi. Cả nhà đã vừa nấu ăn xong. Bây giờ đang chuẩn bị ăn đây. À, cái này là rượu cậu. Đây là rượu này, sâm đặc sâm nhé. Rượu ngâm sâm, sâm rừng. Kể cả mấy 3 tháng kia này, ai nào động. À đấy. Người ta mới cùng ăn. Đây là hôm nay bữa cơm này là có món cơm cháy này. Đấy. Đây là món rau luộc. Ăn cơm cậu à? Ừ. Cái này là cái thịt. Hôm nay ăn sang sang thế này thôi. Đây là món đặc sản Ninh Bình nem này. Cái này là này chỉ ăn sang sang đơn giản này thôi. Là bữa đầu tiên đến. Ngày mai thì ăn cố gắng kiếm đồ rừng ăn này. Hôm có đồ rừng nhưng qua nọ nó được mấy. Nó ngâm nhiều rồi, giờ nó năm nay là nhạt nhiều. Đặt cái sâm của nó. Cái nem này hôm nay để chua ngon. Thế cái này.